khủng khiếp đúng không các bác? Thì nãy giờ chúng tôi chạy cái dự án Long Hưng City này á, thì phải nói rằng ấy là nó cực kỳ lớn nhá, là nó kéo từ tận ngã ba Vũng Tàu này vào tận cao tốc luôn á, và dọc cái bờ sông nha các bác, dọc cái bờ sông. Cái khu đô thị này là siêu lớn, hiện tại thì đang triển khai bên khu phía quốc lộ 51 thôi, phải nói rằng rất là to và hoành tráng, dữ dội. Wow, thật là ác, các bác thấy không? Từ đường cao tốc nhá, kéo vào tận cả ba Vũng Tàu thì phải nói là rất là to, không thể nào to hơn được nữa. Nó đang, hiện tại người ta đang triển khai phía bên này này. Ui, dữ quá. Toàn bộ những cái gì mà các bác đang nhìn thấy nhá, từ cái vị trí của tôi đến chân trời, có nghĩa là trong vòng bán kính khoảng 5 km, trong vòng bán kính khoảng 5 km nha các bác, có nghĩa là kéo phía qua tận sân bay Long Thành, qua tận đường cao tốc Long Thành Sài Gòn, qua tận quốc lộ 51, kéo qua tận cái bờ sông, phía bên kia là quận 9. Có khả năng ở đây sẽ có một cây cầu bắc qua quận 9 đó, thì kéo lên tận Sài Gòn luôn. Và nếu như cái khu này có một cây cầu bắc qua quận 9 thì là một cái khu đô thị siêu lớn. Nó rộng lên đến tận 1.300 hecta, và kéo từ quốc lộ 51 nha các bác, qua tận sân bay Long Thành. Đấy, đó là một kỷ lục. Tôi chưa bao giờ thấy một cái khu đô thị nào quy hoạch tầm cỡ và lớn đến như thế vậy. Ngay cả cái khu đô thị thành phố mới Bình Dương cũng chỉ là con tép so với cái dự án này. Như là nằm liền kề với những cái dự án ở gần sân bay Long Thành, và cũng rất là nhiều gần với nhiều khu công nghiệp ở cái khu vực Đồng Nai này. Cái dự án mà tôi muốn giới thiệu cho các bác ấy, đó chính là cái dự án Long Hưng City. Dự án này lớn lắm đấy. Thì bên phía bên này các bác này, thì chạy từ ngoài đường quốc lộ bờ vào đây thì sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2 cây nha các bác. Cái dự án Long Hưng City này đấy, thì chúng ta đang trên đường vào khu đấy đấy. Thì vào đây là các bác nhìn thấy không, đường xá cây cối họ đã làm rất là đẹp rồi, rất là đẹp nhá, cực đẹp luôn. Thì có thể rằng là sẽ có một, đây là một mới, có thể là người ta sẽ mở thêm một phía con đường phía bên này nữa, nhưng mà chắc là chưa giải tỏa xong cho nên là chưa có cái gì hết. Nhưng mà đường nó rất là đẹp, đúng không? Đường rất là lớn rồi đấy, cây cối cũng rất là đẹp. Thì chúng ta sắp tới cái dự án nào rồi. Cái dự án này nó lớn đến tận 1.300 hecta, hình như là như vậy, 1.300 hecta nha các bác, siêu lớn luôn. Đây này các bác, ở đây là gì đây này, đây rồi, Long Hưng City rồi, chạy vào đây thôi. Dự án này thì to cực kỳ luôn. Đấy, Long Hưng City đấy, to lắm, to như thành phố mới luôn á. Đấy, Long Hưng City đây. Đông A Cốc,
án này to cực kỳ. Khu nó về tận dưới này, lớn dưới này kia mà. Donaldland. Nếu như các bác nhìn thấy trên bản đồ ấy là cái khu này nó nằm rất là gần với sân golf Long Thành nha các bác. Và nó hầu như là nằm ở khu Long Thành ở đây, gọi là nằm ở là khu Long Thành ở đây. Đấy, to chưa, to ác không? Lớn phết. Lớn thế. Lúc này thì tôi vừa chạy ở trên cái khu Vạn Phúc về đây. Cái khu Vạn Phúc nó rất là to rồi, nhưng mà khu này to hơn nhiều. Thì cái chỗ này ấy thì nó nằm rất là gần với kết cầu Đồng Nai, sẽ rơi vào tầm khoảng 6 cây. Kết cầu Đồng Nai nhá, có nghĩa là kết Sài Gòn khoảng 6-7 cây thôi đấy. Dự án này hiện tại thì đang triển khai quy mô đất nền thôi, chứ còn phía bên này thì cũng đất nền này, nhưng mà chưa có ai ở nhiều, chỉ có một vài cái nhà phố người ta ở thôi, chưa có gì. Đang đất nền. Đây có trường học các bác này, đang triển khai trường học ở đây. Dự án này hình như là mới các bác ơi, nó cũng mới triển khai khoảng mấy năm gần lại đây thôi, nhưng mà hiện tại thì đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Chưa thấy nhiều cái dấu hiệu việc có người ở, chỉ có một vài nhà dân người ta ở khu này đó các bác. Đây này, không biết khu bên này chắc cũng là khu Long Hưng đấy luôn ấy, nhưng mà đây chắc xây nhà trọ này, nhà trọ gì đấy này. Thì khu quanh khu này cũng công nghiệp cũng nhiều đó. Bây giờ chúng ta chạy vào phía bên trong kia nhé, để xem nó như thế nào. Phía bên kia các bác nhỉ, phía bên kia sông nhá. Đến đây có một cái con kênh, hình như có một con kênh ngăn qua thì phải. Thì phía bên kia là còn một cái dự án nữa, thì lát tôi chạy qua bên đấy xem. Chạy vòng cái phía bên này trước đi, để xem nó có cái gì phía bên này. Phía bên này là đã có người ở rồi này, còn phía bên kia chưa có, lát chạy qua phía bên kia. Thế đây là nhà trọ này, rồi nhà dân ở đây này, cấp 4 này. Họ xây theo kiểu giống như khu chợ nhỉ, đúng không? Nhà nhỏ, giá rẻ. Nhà đây chắc khoảng 300-400, chưa đến 300-400 đâu. Chủ yếu là tiền đất thôi, chứ còn chạy vào coi thử đi. Đây cũng là một mô hình rất hay, phải nói rằng cũng hay đúng không? Ở Đồng Nai thì nên xây như thế này, thì người ta sẽ ở nhiều hơn. Vì cái nhu cầu xây những cái nhà như thế này, ở những cái nhà như thế này cũng rất là lớn. Đấy, khu đô thị giá rẻ, rất rẻ. Đây có cái bờ kênh này, có cái con kênh này, có cái hồ gì đây này. Đây là nhà cũng to này, cái này chắc là xây công trình gì đấy đâu. Cái này công trình gì đấy đâu. Đây có cái con kênh này các bác, con kênh to lắm, nó cũng ngăn kết với khu này với một cái khu khác. Đấy, phía bên này thì nhìn nó cũng còn hoang vu đúng không? Chưa có gì nổi bật. Ngoài này là cái con kênh rồi. Đây, cái con kênh của nó đấy. Đó, con kênh của nó đấy. Có cái con đường đấy, nhưng mà đường hiện tại người ta xây chưa xong cho nên chưa vào được. Đấy. Thì cái dự án này có gắn kết với sân golf Long Thành ở phía bên này nha các bác. Rồi lát thôi tôi chạy qua bên khu sân golf Long Thành chơi cho vui.
Thì sau khi mà tôi xem lại cái bản đồ ấy, thì cái khu này phải nói rằng rất là to, cho nên tôi sẽ chạy xuống dưới này, còn một cái số tôi chưa quay nữa cho các bác. Và tôi phải nói rằng là cái khu này nếu như có một cây cầu bắc qua đường Nguyễn Xiển, quận 9, thì khu này đắt giá cực kỳ nhiều tiền đó các bác. Nhưng việc xây cầu thì không rẻ, nhưng mà nếu mà xây thì chắc chắn rằng là khu này tăng giá ác liệt luôn. Phía bên kia là quận 9 rồi nha các bác. Có một cái con sông cách qua thì phía bên kia là cái khu Long Trường quận 9 rồi, cái đường Nguyễn Xiển ở bên kia. Thì phía bên kia có cái dự án VinCity của thằng Vingroup ở phía bên kia đấy. Và cái dự án này tuy nó nằm ở Biên Hòa, nhưng mà nếu như có một cây cầu nhá, bắc từ cái khu vực này qua khu vực bên kia, thì toàn bộ cái khu đô thị này sẽ là khu đô thị cực kỳ hot luôn. Đất đai rẻ hơn hẳn bên kia, nhưng lại rất là tiềm năng. Đấy, bây giờ chúng ta chạy vào phía kia để xem thử nhá. Hiện tại dự án này mới chỉ đang triển khai ở khu vực quốc lộ 51 thôi các bác ạ. Phía quốc lộ 51 đầu này thôi. Đấy.
đấy thì từ đầu video đến tận bây giờ nhá, là chúng tôi chạy từ bên quốc lộ 51, dự án sát phía bên quốc lộ 51 qua tận phía bên này. Thì phía cao tốc Long Thành Dầu Dây nó nằm ở phía bên này, các bạn cách chỗ này khoảng 2 cây, cao tốc Long Thành nhá, Long Thành Sài Gòn đấy. Thì ở đây là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, thì cách khoảng tầm 2 cây ấy. Thì cái dự án này là dự án siêu siêu lớn, to khủng khiếp, và phải nói rằng kéo dài từ cái chỗ quốc lộ 51 qua tận phía bên này luôn, và kéo dài dọc cái bờ sông và tiếp giáp với khu quận 9, khu vực quận 9 bên này rồi này, đó cái con sông lớn này. Đó thì tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bác cái dự án này thôi, tuy cái video này hơi dài nhưng mà cho các bác biết tầm cỡ của dự án này như thế nào. Tương lai chắc chắn thì không biết là tương lai bao giờ nó mới phát triển được, nhưng mà đúng là hiện tại ở sát vùng ven Sài Gòn có một dự án quá đỉnh và cực kỳ đỉnh luôn. Rồi cảm ơn các bác nhá, và nhớ rằng là khu vực này có khả năng kết nối với khu vực cao tốc sân bay Long Thành, quốc lộ 51, rồi là kết nối qua quận 9 cực kỳ nhanh luôn, cho nên nó rất là tiềm năng nếu như có một cái cầu, còn nếu như không có cầu thì cũng đuối, đúng không?